chào cả nhà. Đúng không? Không mấy người. Chị. Ủa sao? Vậy con đứng đây nha. Em đã chốt. Do đẹp trai quá nên phải đi sau cùng ạ. Ôi ôi đẹp quá chừng luôn. Ôi đi đây thao chụp hình đẹp luôn nè cả nhà ơi. Lâu quay mà bị tuột lại hết một khúc luôn rồi cả nhà ơi. Chạy 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 chạy. Nhanh. Không thay đổi bên đây nè ba ơi. À. À. Quang cảnh đẹp quá chừng luôn cả nhà. Đẹp thiệt á. Lúc này là hồ bơi yên tĩnh rồi, không có sóng nhân tạo nữa. Nhà nhìn nè. Đẹp ha. Rất ghê luôn. Đến đây thì tha hồ chụp hình đẹp để mang về cả nhà ơi. Cả nhà ơi, bây giờ thì kết thúc chuyến tham quan tại Tropicana Park. Xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo.